với cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn, lịch sử văn hóa đặc sắc, chính trị ổn định cùng sự chuyển mình ấn tượng về kinh tế xã hội. Việt Nam hội tụ đầy đủ ưu thế để trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch thế giới. Các chỉ tiêu du lịch trong năm qua đều đạt được con số ấn tượng. Khách nước ngoài đến Việt Nam năm 2018 đạt mức 15,5 triệu lượt người, tăng 20% so với năm 2017. Khách du lịch nội địa đạt con số 80 triệu lượt người, tăng gần 30% so với năm 2017. Mỗi khách du lịch chi tiêu khoảng 900 đô la Mỹ và tạo ra nguồn thu đến 27 tỷ đô la Mỹ, tương đương 620.000 tỷ đồng cho ngành du lịch Việt Nam. Nắm bắt xu thế này, trong năm qua, các hãng hàng không cũng mở thêm hàng trăm chuyến bay mới để phục vụ du khách. Nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ này, du lịch Việt Nam trở thành điểm sáng mới trong lòng du khách. Theo thống kê gần đây của các tổ chức quốc tế, Việt Nam xếp hạng 6 thế giới về độ tăng trưởng khách du lịch và hạng nhất châu Á-Thái Bình Dương về điểm đến du lịch góp hấp dẫn. Thành tựu du lịch của Việt Nam phần lớn đến từ năm mũi nhọn là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Trong đó, Phú Quốc là địa phương được đặt kỳ vọng lớn với tốc độ tăng trưởng lên đến 40%. Con số ngoạn mục này có được nhờ thế mạnh về cảnh quan biển đảo hùng vĩ và thiên nhiên tươi đẹp nơi đây, phù hợp hoàn hảo với xu hướng du lịch khám phá của thế giới. Thêm vào đó, với việc Phú Quốc được định hướng trở thành khu kinh tế hành chính đặc biệt với những cơ chế ưu đãi đầu tư nhất định như giảm thuế thu nhập cá nhân, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đang trở thành đất lành cho các nhà đầu tư nhanh nhạy. Theo nhận định của các chuyên gia, xu hướng du lịch tại Phú Quốc trong thời gian tới sẽ là mô hình lưu trú tại villa và căn hộ nguyên căn. Điều này là kết quả tất yếu của việc du khách quốc tế ngày càng sẵn lòng chi tiêu tại Việt Nam và đời sống khách du lịch trong nước ngày càng nâng cao. Trong bối cảnh 2019 được dự đoán sẽ là một năm rực rỡ của du lịch Việt Nam, đây là cơ hội vàng để các nhà kinh doanh cơ sở lưu trú cao cấp tại Phú Quốc gặt hái lợi nhuận hấp dẫn. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã coi những đoạn video clip chính thức từ chủ đầu tư. Xin chúc quý cô chú anh chị một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc và xin hẹn gặp lại. Hãy bấm like và subscribe kênh YouTube này để nhận những thông tin và hình ảnh mới nhất từ chủ đầu tư.